có dân thật gì trời còn bỏ gì ạ. vbgame.vn, shop app uy tín, giá rẻ, an toàn tự động. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Gà đây. Và mình đang đi học anh em ơi. Mình đang ở trên trường đi học thì tự nhiên nhớ hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày Valentine anh em ơi. Và mình sẽ làm một clip gì đó để trọn trao nhân ngày Valentine này, để cho trao vui với lại ấn tượng về ngày Valentine này. Mình chưa nghĩ ra ý tưởng gì để làm hết anh em ơi. Giờ đang được giải lao, chắc là mình sẽ xuống mini top để mua cái gì đó anh em ơi. Chúng ta tìm một thứ có gì để mua theo rồi tặng nó, nhưng mà sẽ tặng theo một cách gì đó chứ không thể nào mà tặng bình thường được anh em ơi. Rồi giờ tôi sẽ xuống ở dưới mini top có thể có sô cô la hay là có cái gì không nha. Ok, có sô cô la này anh em ơi. Ok, tôi vừa mới ra mini top anh em ơi. Vì nãy giờ rồi không có một cái xanh sô cô la nào để mua hết, chắc là phải ra ngoài để mua anh em ơi. Mì tớp trong này toàn là sô cô la dạng thanh không ạ, với lại tròn mà tròn mấy cái đó nó không hay. Đợi lát tôi học về thì tôi sẽ đi tìm mua nha anh em. Ok anh em, tôi đã đi học về và đang tìm để mua cái sô cô la anh em ơi. Ở trong kia tôi thấy có một cái tiệm bánh kìa, nhưng mà tôi lên mạng tôi sợ thì đó là cà phê anh em ơi. Giờ tôi đang ở trong cái Vinhome mà không biết chỗ nào để mua sô cô la hết. Thôi để tôi đi vòng vòng tôi kiếm thêm tí nữa anh em ơi. Không thôi là fail clip này mất. Ok anh em, nói chung là sau một hồi đi tìm á, tìm mấy cái tiệm cho nó sang cho cố thôi, cũng không có anh em ơi. Ai ngồi đâu vô 7-Eleven. Tôi đã tìm được cái dạng đó rồi anh em ơi. Kìa, anh em thấy không, là tôi mới vô trong đó tôi mua ấy. Nhưng mà trong đó cấm quay phim nên là tôi không thể quay cho anh em xem được. Đây, sô-cô-la dạng viên nha anh em. Rồi, ok, giờ tôi sẽ về nhà và chuẩn bị đi chơi với Châu thôi anh em ơi. Tôi đã về tới nhà rồi đây. Nói chung là sau một buổi chiều lăn lộn tìm mua mấy cái viên sô-cô-la anh em thì cũng có rồi. Đây, tôi mua ở trong 7-Eleven anh em ơi. Nói chung là do là Valentine mà phải tặng sô-cô-la là mới đúng anh em ơi. Chứ giờ tôi cũng chưa biết tặng gì hết. Đây là ba thanh 108.000 anh em ơi. Nói chung tôi cũng biết nó ngon hay không nữa, mà thấy 12.000 một viên á. Là bây giờ tôi sẽ làm một clip cho anh. Nhưng mà thật ra nó cho anh cũng đúng anh em. Tôi chỉ muốn ghẹo ông Châu xíu thôi. Đó là vừa tặng quà Valentine á, là tặng sô-cô-la. Chắc nó đi chơi đúng không? Chắc nó đi ăn uống, đi chơi, trà sữa các kiểu á. Xong rồi tặng sô-cô-la là đúng nghĩa của Valentine rồi. Nên là bây giờ tôi sẽ chế tác một thứ. Đó là đây, cái hộp anh em ơi. Đấy, đây là cái hộp điện thoại mà cũ của tôi. Đấy, là bây giờ tôi sẽ bao sô-cô-la ở trong cái hộp này và tặng cho nó. Và tôi sẽ không nói lời nào hết, tôi chỉ đưa thôi. Còn nó mà nghĩ điện thoại hay là gì đó thì là chuyện của anh Châu nha. Nói chung là tôi sẽ tặng quà và để xem phản ứng khi mà dơ ra thấy sô-cô-la thì nó có hụt hẳn hay là nó sao được không, bất ngờ rồi gì không nha anh em. Hay nó giảm tôi rồi các kiểu thì lát nữa đi chơi rồi tôi sẽ quay lại cho anh em xem. Tôi sẽ lấy lý do là hai đứa tôi đi chơi Valentine ấy, đi chơi Valentine và có muốn quà tặng. Bây giờ tôi sẽ chế tác cái hộp nha anh em. Ok. Ok, cái hộp này khá là cứng anh em ơi. Đấy, đây là cái hộp điện thoại này của tôi. Tôi sẽ khui ra. Ui, đây này, khá là xấu luôn. Xấu vài cái trướng. Nhưng tôi cậy hơi bị dơ một xíu. Thôi, dây được rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ xé kẹo bao vô nha anh em. Xé kẹo bao vô trong cái hộp. Đấy. Một. Ui, nó có mấy chữ gì nè anh em. Nó có dán sẵn cho tôi luôn. Tôi sẽ đỡ đi. Ui, không biết hộp này đỡ được bao nhiêu viên nữa. Ui, dài thì đỡ vậy thì nó thô quá đúng không anh em. Nó xấu quá, thôi cứ xé đỡ vô trước đi. Rồi tính tiếp. Rồi, ok. Nói chung là khi mà máy thanh sô-cô-la anh em, máy viên chứ, đỡ trong cái hộp gì đó thì nó ra một cái hộp kiểu sô-cô-la rồi. Xong rồi đại cái nắp hộp là vậy à, nhìn giống cái điện thoại vài chương luôn. Hộp điện thoại là sẽ tặng cho anh Châu. Nhưng mà tôi thấy đôi giày nó thô quá anh em ơi. Chứ lại nó rung lên nữa là anh Châu nó nghi ngờ liền à. Nên là bây giờ tôi sẽ tìm cách cố định những viên kẹo này lại. Rồi. Rồi, ok anh em. Tôi đã xé một miếng giấy bạc để lót vào trong anh em ơi. Nhìn cho nó đẹp á, anh em thấy nó đỡ hơn không? Nhìn nó đỡ hơn đúng không? Đấy.
Đấy, anh em thấy không? Ở trang bây giờ nhìn nó đẹp hơn rồi nè. Giờ tôi sẽ báo lại vô nha anh em. Đó, lót cái này lên cho nó giống thiệt. Rồi, không còn nghe tiếng nữa anh em ơi. Đấy, xong rồi, đậy lại. Xong. Ok, nói chung là tôi đã làm xong rồi này anh em. Cái hộp này, nói chung là cũng không có nghe tiếng bự lắm. Đấy, đây là cái hộp què, nhưng mà mua làm cái hộp này á là trong tình á, dù mình vừa làm cái hộp để coi thử phản ứng của nó ra sao khi mà giơ ra tấm điện thoại á, hụt hẳn ra sao, nhưng mà vừa tốn đỡ tốn tiền mua cái hộp hai mấy ngàn anh em ơi. What, trời đúng là thông minh quá đi, vừa tiết kiệm mà vừa tự tay mình làm nữa. Rồi chắc Châu thấy cảm động lắm đây. Rồi ok anh em, nói chung là tôi đã thay đồ xong hết rồi nè. Ấy hôm nay tôi nghĩ lại anh em ơi, đỡ trong cái hộp iPhone không thì nó lộ liễu quá, tôi đã quấn thêm một lớp giấy bạc nữa ấy để cho nó nhìn cho nó khỏi bị lộ liễu ấy. Nói chung là vậy, bây giờ để có thay đồ xem, để có hộp quà, bây giờ tôi sẽ qua đón Châu đi chơi nha anh em. Làm không đối với không vẫn chưa đẹp anh em ơi, tôi sẽ tìm cách khác để đỡ vô, tôi sẽ tìm cái đó để đỡ vô nữa anh em ơi. Đỡ gì giờ ta ấy. Ok đây nè anh em ơi, tôi sẽ quyết định lấy cái hộp khẩu trang để cho nó chắc anh em. Rồi tôi sẽ bao cái hộp này vô trong hộp này nha. Ok, chắc nữa tôi sẽ tặng cho hộp khẩu trang nha anh em. Bên trong nó mở ra mấy lớp cho nó bất ngờ. Rồi, bây giờ tôi sẽ qua đón Châu. Ok, tôi đón Châu nè anh em ơi. Bây giờ tôi với Châu đang đi ăn ốc. Ấy, ăn ốc trước nha anh em. Ăn ốc đúng không? Ừ, ốc mà. Đấy, nói chung là ngoài đường bây giờ anh em ơi, thấy người ta cầm bông, cầm que đồ ấy, chớ cầm. Vui quá trời luôn, tôi cũng có cầm, không phải FA nha anh em. Thì tôi với Châu sẽ đi chơi. Tôi với Châu vừa mới đi ăn ốc xem anh em ơi. Không quay cho anh em xem được bởi vì đông quá, ồn quá. Bây giờ Châu đang đi phía trước anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ kiếm quán trà sữa nào đó để ăn què nha anh em. Đang đi phía trước kìa. Ok anh em, Châu nó ăn ốc xem anh em rồi đi về. Nhưng mà tôi dụ nó qua bên cửa hàng tiện lợi á, để hai đứa ngồi uống nước với lại ngồi chơi tí rồi mua chơi nó về anh em ơi. Nên là bây giờ nó vô mua nước rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy hộp què và lên gác ngồi trước anh em ơi. Chứ giờ đi uống nước đâu, chịu đi. Đấy, ok. Ok, anh Châu đang lên kìa. Ủa anh mua hộp của trang kìa. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Ăn què. Ăn què đi. Này gì, chị mua hộp trang gì ạ? Nay hộp trang mà đặt lối trong hộp gì trời mà bỏ gì ạ? Què, què bên trái rồi. Ghê. Ờ. Thế gì vậy? Ủa? Anh tại ai con hả? Chị đốn kém nhỏ. Chị đốn kém nhỏ. Mình đã chạy. Trời ơi, có điện thoại mới sạch. Vui không? Tự nhiên có điện thoại mới phải vui rồi. Hỏi á, lấy dòng đi. Bên hai bạch sô cô la đúng rồi. À biết rồi. Anh mở sô cô la vô vậy. Điện thoại mở sô cô la không? Mày điên hả Châu? Điện thoại đâu đưa đi. Mày khùng á, nghe điện thoại mày nè. Làm bất ngờ cái gì? Điện thoại đây. Mày khùng á. Tao tiết kiệm, tao không mua cái hộp để tao lấy hộp iPhone tao bỏ vô đỡ cho nó được. Là tốn 25 ngàn mỗi hộp mà mày khùng á. Chứ tao không mua, tao tiền tao mua điện thoại cho mày, mày điên hả? Vậy không có điện thoại thiệt hả? À? Không có. Sô cô la không hả? Ừ, vui hả? Không trẻ đi. Lỡ đưa rồi, để ta ăn đi. Kỳ cục. Thì tao... thì ban thai tặng sô-cô-la đúng rồi. Đúng rồi anh em, ban thai tặng sô-cô-la đúng rồi. Tôi... có quà này được. Quá trời luôn nha. Nhưng mà tiết kiệm tiền mua cái hộp 25 ngàn á. Lấy hộp điện thoại đó. Để tao bắt ngờ. Từ iPhone đồ. Được mở hả mày, ăn đi. Ngon không? Trời, sô cô la gói trong hộp iPhone vẫn ngon cho được. Ừ, ngon quá trời. Ok anh em, nói chung là con này tương mơ anh em ơi. Tôi muốn tiết kiệm tiền, tôi mua cái đỡ tốn tiền mua cái hộp, tôi lấy hộp iPhone tôi ra tôi bao sô cô la vô cho nó tiết kiệm thôi. Tương iPhone liền, tặng một túi rồi tặng què hả? Trời, người ta chưa có thoại dùng nữa, lấy gì đâu tặng trời. Đó anh làm bất ngờ. Ngờ cứt á. Nói chung là tôi thật ra anh thử em ơi,
Tại vì anh lấy hộp iPhone, cố tình lấy hộp iPhone bỏ sô-cô-la vô. Nó coi thử cái mạch mày sao tướng bệnh thoại vô. Con này thiệt tham quá nè em ơi. Thật là iPhone đồ. Ngon. Nói chung là cái hôm nay là ngày Valentine, tôi còn nghiêm muốn một cái món quà nhỏ tặng sô-cô-la cho nó, sẵn đây làm gì đó vui vui, tặng kiểu cho nó vui vui xíu thôi, chứ cũng không có hết nha anh em, cũng không phải là cho gì quá lố đó. Nên là nói chung là rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Như thấy video clip tặng quà Valentine bằng cái hộp iPhone X này hay thì đó, mình nút like đăng ký kênh ủng hộ cho tôi, và đừng quên chia sẻ tôi một cái nha anh em. Đấy, cho vui không? Mừng hộp quá. Mừng hộp á? Không có mừng hộp. Thôi mày đứng xạo mày không biết mừng hộp rồi. Nhận gì cũng được. Không mày xạo. Thôi nói chung xem này có tiền sẽ mua lại mày thôi xem. Rồi bye bye anh em. Bye bye.